Có một số anh em là cô dì chú bác và một số bạn bè gọi điện cho mình và nói là Lộc ơi, sao mà lúc nào tao cũng thấy mày học, lúc nào tao thấy mày làm việc, sao không thấy lúc nào mày rảnh vậy? Lúc nào tao gọi cho mày cũng thấy mày rất bận. Chỉ trách mình là tại sao mình không lo lắng hôn nhân đi, không kiếm một người yêu đi, mà suốt ngày lo lắng học tập và làm việc làm gì, tiền nhiều để làm gì. Nói thật với các bạn, Lộc đang cố gắng học tập, làm việc và kiếm tiền để che đậy đi những cái thời gian cô đơn của mình. Trước đây khi còn bé, Lộc thường ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu lắm, lôi thôi lếch nhếch như một thằng ăn xin ấy. Bởi vì Lộc lúc đó là một thằng mồ côi. Mẹ Lộc rất nghèo, không có tiền lo cho Lộc một quần áo đẹp. Có rất nhiều người khác nhìn thấy Lộc với ánh mắt khinh ghét, chê bai và dè bỉu. Nhưng Lộc sẽ nhớ mãi tên của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó trong số hàng trăm, hàng nghìn người Lộc đã gặp trong tuổi thơ, nhưng Lộc sẽ không bao giờ quên tên người phụ nữ đó. Bởi vì khi mọi người chê bai về cách ăn mặc rách rưới của Lộc, thì người đó lại tặng cho Lộc một cái áo và không bao giờ nói gì thêm cả. Hãy yêu thương bằng hành động, đừng yêu thương bằng lời nói. Và đừng tỏ ra quan tâm, và đừng nghĩ rằng cuộc sống của người khác nên giống như cuộc sống của bạn.